tân dân chủ. Hỡi các anh chị em máu thịt Việt Nam, chúng ta do dân tộc mà hình thành, vì dân chúng mà đấu tranh. Đứng dậy này, tuy cho đến mãi mãi muôn muôn về sau, là màu mỡ cho đất đai, là kết tụ của tính Việt, là tự hào, là di sản cho con cháu. Tinh và hồn luôn luôn cùng sông núi. Sống thì phải cho lắm liệt, mà thác cũng phải đáng tự hào, bất khuất và hùng anh. Trân trọng kính mời Đức Quốc công Đào Minh Quân, Tổng thống Việt Nam Cộng hòa Đệ Tam, cùng tất cả quý đồng nhiệm trong chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời Đệ Tam Việt Nam Cộng hòa, làm lễ chào quốc kỳ quốc ca Việt Nam Cộng hòa. Bắt đầu. Đại quyết như thế. Chào tay. Chào. Sau đây là phút mặc niệm. Kính mời Đức Quốc công Đào Minh Quân, Tổng thống Việt Nam Cộng hòa Đệ Tam, và quý vị dành một phút để tưởng kính hồn thiêng sông núi, chư anh linh tiền nhân liệt tổ, các anh hùng dựng nước và giữ nước, đặc biệt anh linh các chiến sĩ quân lực Việt Nam Cộng hòa và đồng minh. Xin phù trì con cháu Việt Nam đại hồng tiếp tục sự nghiệp lấy lại đất tổ, không làm khổ dân, phát triển đất nước, và cầu nguyện cho tất cả đồng bào thân nhân đã bỏ mình trên biển cả, trong rừng sâu, trong ngục tù cộng sản, được siêu thoát vào cõi phúc. Phúc mặc niệm bắt đầu. Sơn biên toàn dân tham chiến, đồng một lòng lửa tiến kiêu hùng, đập tan sông lược mạnh đông, gái trai giữ vững non sông muôn đời, xương thịt nắng mỉm cười chín suối, hồn hăng say tiếp nối hy sinh. Chết oai linh lưu hương bất khuất vang danh xa gần, vì tổ quốc vong thân đáng trọng, xác thịt tan danh sông dân thờ, voi hùng chết để cầm ngàn hồn thiêng xa bay. Chúng tôi, nữ sĩ Lê Phan, trân trọng kính chào Đức Quốc công Đào Minh Quân, Tổng thống Việt Nam Cộng hòa Đệ Tam, và kính chào quý khán giả. Trân trọng kính mời Đức Quốc công và quý vị cùng chúng tôi nghiêm trang dâng lời cầu nguyện. Chúng con là các thành viên đồng nhiệm của Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời Đệ Tam Việt Nam Cộng hòa. Nguyện xin đấng tối cao, thượng đế, trời, Phật và hồn thiêng sông núi, các bậc tiền nhân anh hùng dựng nước và giữ nước,
xin phù hộ độ trì ban phước lành cho chúng con, xin che chở cho đất nước và đồng bào thân yêu của chúng con được thoát khỏi cộng sản và nạn chiến tranh tàn phá. Xin bảo vệ Đức Quốc Công Tổng thống Đào Minh Quân và tất cả những nhà ái quốc chân chính. Xin cho chúng con thêm khôn ngoan, đoàn kết, nhận nại, can đảm, sáng suốt để cùng với Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời, Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa dẫn đưa dân tộc Việt Nam vượt qua cơn hiểm nghèo đến bến bờ hạnh phúc, vinh quang, trường cửu, mọi nhà được an hưởng thái bình, thịnh trị của thời Thượng Ngôn Thánh Đức. Xin gìn giữ và tôi luyện cho chúng con tinh thần Việt Nam chân chính. Sống thì phải cho lẫm liệt, mà thác cũng phải đáng tự hào, bất khuất và hùng anh. Đúng theo gương sáng của vị lãnh đạo tinh thần của chúng con đã tuyên xưng. Lời cầu nguyện đến đây chấm dứt. Chúng tôi trân trọng kính mời Đức Quốc Công Tổng thống Đào Minh Quân và quý vị theo dõi chương trình của Thập Bát Tú. Nói ban thông tin nội địa. Ban thông tin nội địa được vinh dự do Đức Thân Đức Quốc Công thành lập vì Ngài ưu ái muốn lắng nghe tiếng nói của đồng bào ruột thịt Việt Nam trong nước. Chương trình này sẽ được phổ biến hàng ngày trên trang YouTube do 18 vị anh thư hào kiệt tại nội địa, đại diện cho nhiều tầng lớp trong xã hội đủ mọi miền của đất nước với danh xưng là Thập Bát Tú. Chúng tôi cùng Thập Bát Tú trân trọng kính chào Đức Quốc Công Đào Minh Quân, Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa Đệ Tam. Kính chào quý giới chức, quý đại biểu cùng quý thành viên đồng nhiệm trong Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời. Kính chào quý đồng bào Việt Nam thân thương trong và ngoài nước. Cùng kính chào quý thính khán giả đang theo dõi chương trình của Ban Thông tin Nội địa. Năm qua anh phiêu bạt sương gió, nguyện ước trong tim anh biết hỏi phương nào. Đời lênh đênh trôi theo dòng mệnh bạc, tìm quê hương qua dấu vết đau thương. Mười năm sau đôi chân mòn sỏi đá, từ đó dâng cao cao ước nguyện muốn trông nhìn quê hương thân em gầy bóng nắng, nghe tim mình đau trọn cả mùa xuân. Ôi trùng khơi rừng rừng cuộn sóng, núi rừng ơi hợp tấu nỗi hờn. Ngày tự do quê hương mòn mỏi ngóng, trong lòng người đi nối nhịp trùng dương. Cùng chung nhau đôi vai đồng hợp nhất, dập bóng dương cao cao vút một ngọn cờ. Ngày anh em ta chung cùng nhịp thở, ngày quê hương
dân Việt hết đau thương. Năm qua anh phiêu bạt sương gió, nguyện ước trong tim anh biết hỏi phương nào. Đời lênh đênh trôi theo dòng mệnh bạc, tìm quê hương qua dấu vết đau thương. Mười năm sau đôi chân mòn sỏi đá, từ đó dâng cao cao ước nguyện muốn trông. Nhìn quê hương thân em gầy bóng nắng, nghe tim mình đau trọn cả mùa xuân. Ôi trùng khơi rừng rừng cuộn sóng, núi rừng ơi hợp tấu nỗi hờn. Ngày tự do quê hương mòn mỏi ngóng, trong lòng người đi nối nhịp trùng dương. Cùng chung nhau đôi vai đồng hợp nhất, dập bóng dương cao cao vút một ngọn cờ. Ngày anh em ta chung cùng nhịp thở, ngày quê hương dân Việt hết đau thương. Ngày anh em ta chung cùng nhịp thở, ngày trong mơ ngày sông núi đợi chờ. Đệ Tam và kính chào quý khán giả trong và ngoài nước. Sau đây, chúng tôi được vinh dự phổ biến bức tâm thư của Đức Quốc Công. Kính mời quý vị cùng nghe. Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa, lấy lại đất tổ, không làm khổ dân. PO Box 2807, Anaheim, California 92814. Ngày 20 tháng 3 năm 2021. Kính thưa đồng bào, quý vị, anh chị em và các cháu. Hôm nay, nhân ngày kỷ niệm Tổng thống Ronald Reagan nói chuyện với hội những người trẻ tại Hoa Kỳ lần đầu tiên trong tư cách là Tổng thống Mỹ năm 1981, cũng là ngày Tổng thống Donald Trump đến Việt Nam sau nhiệm kỳ thứ nhất, chúng tôi có lời thăm hỏi chân tình đến tất cả đồng bào yêu dấu nơi quê nhà, nhất là những bạn thanh niên, thiếu nữ, những người trẻ Việt Nam đang đối diện với bao khó khăn và thử thách hàng ngày chung quanh. Cuộc sống vốn không dễ chịu và bằng phẳng như chúng ta mơ ước. Khi được che chở, nâng niu trong vòng tay thân yêu của ông bà, cha mẹ, lại càng khó khăn hơn dưới chế độ cộng sản. Chúng tôi thấy mình thật có lỗi khi chưa bao giờ chuẩn bị cho anh chị em và các cháu tinh thần và cách đối mặt với những điều bất trắc từ khi nhận trọng nhiệm là Tổng thống Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa. Xin cho chúng tôi được dùng danh từ tôi và thân thiết gọi quý vị
và các bạn là anh chị em và các cháu. Chính bản thân tôi cũng chưa sắp xếp được ý tưởng và những cảm xúc dâng trào khi nghĩ đến anh chị em và các cháu. Nhưng đây là tấm lòng của tôi, mong mọi người đọc qua, vì tôi không hề muốn những điều mình biết, những nỗi đau hay bất hạnh xảy ra cho mình có thể tái diễn, cho dù anh chị em và các cháu có ý chí kiên cường và dũng cảm hơn nhiều. Thước đo của sự thành công hay giá trị của con người không phải là những vật chất hay danh vọng. Chính niềm tin, hy vọng, sự nhẫn nại và ý chí vượt qua mới là khuôn khổ tôn vinh nhân phẩm của mỗi người. Anh chị em và các cháu có thể nghe lời tôi khuyên hay học kinh nghiệm từ những người khác, từ những câu chuyện mình nghe hay biết được từ trong sách vở, báo chí, bạn bè và người thân. Nhưng tất cả không phải là mẫu mực của bản thân. Chỉ khi nào chính mình trải qua thì điều đó mới chính thực là của mình. Mọi người lớn lên hay trưởng thành bằng kinh nghiệm và nghị lực đối đầu với khó khăn, chứ không do lý thuyết hay sự từng trải của người khác. Thế gian có hàng triệu tỷ sinh linh, nhưng ai cũng quan trọng, ai cũng có vị thế riêng biệt và đặc biệt của người đó. Ngay cả lúc thất vọng, hãy luôn nghĩ về những điều từng mơ ước. Hãy mạnh dạn tiến bước một cách tự tin, trầm tĩnh, vững vàng, không tự dằn vặt, ân hận hay nuối tiếc những gì đã qua. Ai cũng có lúc thành công hay thất bại. Sự thành công là thêm tự tin, sự vấp ngã chỉ là kinh nghiệm, mà can đảm tiến bước lại càng tốt hơn. Không ai có thể đánh giá một giai đoạn đã qua là chân giá trị của đời mình. Những câu nói chưa suy nghĩ kỹ có thể bị hiểu lầm. Cứ làm theo cách mình tự tin, đi theo con đường mình đã định, đã cho rằng đúng dù chưa ai làm. Nên nhớ, hạnh phúc là cảm giác trên từng chặng đường, chứ không chỉ là lúc tới đích. Bất kỳ lúc nào cũng là điểm khởi hành tốt nhất của chúng ta, và không ngần ngại nói lời xin lỗi hay biết cảm ơn và tha thứ. Cuộc đời như hành trình leo núi, không cần quay đầu nhìn lại quá lâu với những gì mình đã vượt qua hay bị thất bại. Hãy luôn hướng về phía trước. Lúc lên tới đỉnh, sẽ cảm nhận được cả bầu trời. Và đừng quên, tình cảm chân thành luôn là nguồn động viên lớn nhất. Đừng bao giờ mong mọi người phải hiểu mình, và cũng đừng quy kết cho số phận. Nếu vấp ngã, mà hãy cố gắng tận nhân lực. Tất cả những gì trải qua là vốn liếng sống của chúng ta. Hãy sống thật với cảm xúc của mình, và đừng quên những điều bình dị, những nơi chốn thân yêu từng gắn bó với tuổi thơ của mình, những kỷ niệm đẹp, cả những bạn thân hồi thơ ấu, những dư âm, tiếng đàn, bản nhạc làm cho mình xúc động, sâu sắc, đôi khi làm đau lòng, nhưng sẽ giúp vượt qua khó khăn với đôi chân, bàn tay và trí tuệ của chính mình. Mỗi ngày là một ngày mới với những điều tốt lành và bất ngờ nhất sẽ đến cùng với sự cố gắng của anh chị em và các bạn. Hãy sống giản dị, chân thành và thật lòng. Những gì đã qua là vốn sống. Không có điều gì mất đi mà không mang lại điều mới mẻ, bổ ích hơn. Nếu chúng ta chưa tìm thấy, hãy tĩnh lặng, suy nghĩ sâu sắc để nhận ra. Những gì cho đi từ trái tim sẽ nhận lại từ trái tim. Không chỉ cầu mong hay mơ ước mà hãy hành động. Cuộc sống luôn có luật nhân quả, sẽ luôn công bằng, có trước, có sau với tất cả mọi người. Chính chúng ta mới làm chủ chính mình.
chính chúng ta mới hiểu được mình là ai. Điều gì có thể làm được thì nên làm, không cần bi quan, vì chẳng giúp được gì thêm. Hãy lạc quan và tự tin. Chúng ta là những người hữu thần, hãy nhớ cầu nguyện và tin vào sự nhiệm màu. Điều kỳ diệu của sức mạnh tâm linh hướng thượng sẽ đến với những ai thành khẩn. Một ngày mới, hạnh phúc mới đang đến. Lòng tôi luôn hướng về anh chị em và các cháu. Trân trọng và thân mến, Đào Minh Quân. Chúng tôi vừa đọc xong bức tâm thư. Kính cảm ơn Đức Quốc Công và quý vị đã lắng nghe. Trân trọng kính chào. Chúng tôi, Thiếu tướng Trần Lê Thương, trân trọng kính chào Đức Quốc Công Đào Minh Quân, Tổng thống Việt Nam Cộng hòa Đệ Tam, và kính chào toàn thể quý khán thính giả. Chúng tôi kính mời quý vị lắng nghe bài thuyết trình sau đây. Sách lược tâm trì của Đức Quốc Công Đào Minh Quân. Vào năm 1989, Cộng sản Liên Xô và Đông Âu sụp đổ. Bức tường ô nhục Berlin chia đôi nước Đức cũng sụp đổ. Cộng sản Việt Nam lúc bấy giờ đang thân Nga và có mối quan hệ đầy khó khăn với Tàu. Trong lòng người dân Việt Nam không thể nào quên dấu ấn đẫm máu của tình anh em Việt Trung qua cuộc chiến tranh biên giới năm 1979 và trận Gạc Ma ngày 14 tháng 3 năm 1988. Tên Lê Đức Anh, Bộ trưởng Quốc phòng Cộng sản Việt Nam, ra lệnh cho các chiến sĩ giữ đảo phải xuôi Tây để Tàu Cộng giết chết 64 chiến sĩ và chiếm đảo. Cộng sản Việt Nam lúng túng không biết làm sao để giữ được lòng tin của đảng trong lòng dân chúng. Lúc đó, bị dẫn dụ mà không hay biết, chúng tưởng rằng đã tìm thấy một giải pháp sáng suốt nhất để giữ lại hình ảnh của đảng Cộng sản. Đó là đưa hồ sơ Hồ Chí Minh đến UNESCO để xin cho hắn thành danh nhân văn hóa thế giới. Chúng tin rằng việc đánh bóng tên tuổi già Hồ sẽ cứu vãn tình thế và giữ được cái cây cộng sản không bị chết khô ở Việt Nam. Khi hồ sơ của Hồ Chí Minh đang được xét duyệt, thì có hàng tấn thư của người Việt Nam trên khắp thế giới gửi đến UNESCO bày tỏ sự phản đối. Trong lúc đó, phong trào Việt Nam Tân Dân Chủ do ngài Đào Minh Quân lãnh đạo đã phát động chiến dịch lăng tay già Hồ, mồ chôn cộng Việt và ký đạp mặt Hồ Mao theo đề xướng của tổ chức nhân sự Việt. Vì có tật giật mình, Cộng sản Việt Nam không thể nào trưng ra được dấu vân tay của Hồ Chí Minh từ cái xác của hắn đang quàn tại Ba Đình để so sánh với dấu vân tay của Nguyễn Ái Quốc đang lưu tại Sở Liêm Phóng Pháp, để chứng minh hắn và Nguyễn Ái Quốc cùng một người, như chúng công bố trong bản lý lịch của Hồ Tạc. UNESCO phải hủy bỏ hồ sơ vinh danh Hồ Chí Minh. Việc này đã làm lộ rõ sự thật về âm mưu ly mưu tráo chúa của Tàu Cộng, cài cắm tên Tàu Tặc giả làm người Việt vào Việt Nam để thực hiện mưu đồ cướp nước Việt Nam. Không tốn một hòn đạn, đoàn tấn công này đã đánh trúng vào thành trì Cộng sản, linh hồn của Cộng sản Việt Nam. Hiện nay, Việt Cộng và Tàu Cộng đang phập phồng không yên vì vụ kiện 38.000 tỷ Mỹ Kim có liên quan đến thân thế và tội ác kinh khủng của già Hồ, cũng như tội ác của Tập đoàn Cộng sản Quốc tế Cộng sản Việt Nam đang được thụ lý tại Tòa hình sự quốc tế và Tòa án Liên bang Hoa Kỳ, được Tòa án Môi trường Quốc tế thụ lý, mà Đức Quốc Công Tổng thống Đào Minh Quân là nguyên đơn. Đó chính là chiến lược duy thật lật cộng, dùng luật pháp và công pháp quốc tế để triệt tiêu cộng sản, chẳng những trên đất nước Việt Nam
mà còn trên toàn thế giới. Đức Quốc Công Đào Minh Quân đã bỏ nhiều thời gian và tâm tư để tìm cho ra một sách lược thắng Cộng sản. Ngài rút kinh nghiệm từ cha anh thời đệ nhất và đệ nhị Việt Nam Cộng Hòa là phải tấn công chúng chứ không tự vệ nữa. Nhưng đánh như thế nào cho thật hiệu quả? Đánh làm sao mà không dùng đến bạo lực, súng đạn? Đánh làm sao mà không phải hy sinh xương máu, không phải sát sanh? Đánh vào tên đầu sỏ lớn nhất, linh hồn của Cộng đảng. Đánh vào một tên mà có thể chết hàng triệu tên. Đánh một tên đã chết mà có thể gột rửa được cái ác, cái bẩn thỉu, ma mị, lừa phỉnh của Cộng sản trong tâm trí người Việt Nam. Đánh gục cái niềm tin vào Cộng đảng đã lừa phỉnh và tẩy não người Việt Nam. Đánh sập đảng tính đã trói buộc người Việt Nam suốt gần một thế kỷ nay. Những suy tư đó khiến Ngài Đào Minh Quân hình thành chiến lược duy thật là cần lâu dài để đánh Cộng sản. Đó còn gọi là trận chiến tâm trị do Ngài chủ xướng. Trong thời đại này, cho người Việt Nam chúng ta cứu lấy đất nước khỏi họa Cộng sản, cứu lấy chính mình khỏi loài quỷ đỏ. Đó là một cuộc chiến không dùng bạo lực nhưng thật quyết liệt, là cuộc chiến giữa thiện và ác, giữa sự thật và dối trá, giữa chính và tà, giữa người Việt chân chính hữu thần và Cộng sản phi nhân vô thần. Chiến trường của cuộc cách mạng tâm trị chính là tâm thức của mỗi con người chúng ta. Khi chúng ta để cho tà kiến hay tà tâm lấn nước, là chúng ta rước ma quỷ Cộng sản vào trong ngôi nhà tâm thức của mình. Tất cả những thứ như hận thù, ganh ghét, đố kỵ, tham lam, ích kỷ chính là mồi ngon để nuôi kẻ thù. Còn những phẩm chất cao đẹp vốn có trong mỗi con người chúng ta như trí tuệ, dũng lượng, can đảm, trách nhiệm, bền bỉ, khiêm nhường và nhân ái là vũ khí chống lại kẻ thù, đồng thời là dưỡng chất nuôi mầm phúc lạc trong chúng ta. Đó là cuộc chiến với vũ khí duy nhất là hai chữ yêu thương, là tính thiện, là Thượng Đế, Thiên Chúa hay Phật tánh trong mọi con người chúng ta. Chúng tôi tin rằng không một ai trong chúng ta là Cộng sản vô thần cả. Đó chỉ là một tà thuyết đã đến lúc phải bị hủy diệt. Chúng tôi tin quý vị là tín đồ của một vị minh sư nào đó đang dẫn lối quý vị đến với đấng tối cao, hoặc giả quý vị không theo tôn giáo nào cả mà chỉ thực hành đạo làm người, thờ kính tổ tiên. Như vậy, quý vị là đồng đội của chúng tôi, của Ngài Đào Minh Quân trong cuộc chiến tâm trị này. Bằng một hành động thật đơn giản, vào đường link www.trưngcầudânny.us để điền thông tin trưng cầu dân ý, quý vị sẽ trở thành một chiến sĩ đồng nhiệm của Đức Quốc Công và của chúng tôi trong cuộc cách mạng tâm trị này. Đó là cách nhẹ nhàng, hợp pháp và an toàn nhất cho chúng ta để cùng Đức Quốc Công diệt tiệt chế độ Cộng sản phi nhân vô thần tại đất nước Việt Nam và trên toàn thế giới. Và chúng ta sẽ thắng. Chúng tôi xin chú thích: theo phán quyết của Tòa án Môi trường Quốc tế Case Number EMC 201215 xét xử ngày 14 tháng 4 năm 2021, thắng lợi thuộc về nguyên đơn Tổng thống Đào Minh Quân, Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời, Việt Nam Cộng hòa đệ tam. Bị đơn là Tập Cận Bình, Chủ tịch và Đảng Cộng sản Tàu, phải bồi thường cho Tổng thống Đào Minh Quân, Việt Nam Cộng hòa đệ tam, Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời, đại diện hợp pháp của toàn dân Việt Nam, số tiền 38.000 tỷ Mỹ Kim. Tòa án cho phép Tổng thống Đào Minh Quân sử dụng nhân viên công lực để truy nã và thâu tóm những tài sản của tội phạm có liên quan đến bản án. 1. Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam. 2. Nguyễn Xuân Phúc,
chủ tịch cái gọi là nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. 3. Phạm Minh Chính, thủ tướng. 4. Tô Lâm, bộ trưởng công an. 5. Phạm Bình Minh, phó thủ tướng kiêm bộ trưởng ngoại giao. Và 1 triệu đảng viên Cộng sản Việt Nam liên hệ. Mỗi tên trong 5 kẻ cầm đầu Đảng Cộng sản Việt Nam nêu trên phải bồi thường thiệt hại cho nhân dân Việt Nam 20 tỷ Mỹ Kim. Chúng tôi tạm thời kết thúc phần thuyết giảng hôm nay và rất mong gặp lại quý vị trong phần thuyết giảng kế tiếp của chúng tôi. Kính cảm ơn quý vị đã lắng nghe. Trân trọng. Quý vị và các bạn vừa xem chương trình Ban Thông tin Nội địa. Chúng tôi tạm kết thúc chương trình hôm nay và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình ngày mai. Quý vị hãy cùng chúng tôi bấm share để tiếng nói Ban Thông tin Nội địa được truyền tải đến tất cả đồng bào Việt Nam biết đến mà cùng chung tay góp một lá phiếu trưng cầu dân ý cho Đức Quốc Công Đào Minh Quân để sớm trở về triệt tiệt bọn Cộng sản vô thần bán nước hại dân. Đồng thời, chúng tôi cũng kính mời quý đồng bào cùng chống cộng mạnh mẽ, cùng chúng tôi xác định lập trường chống cộng một cách dứt khoát bằng hành động ký đặt mặt tên biệt danh Hồ Chí Minh để tham gia chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời đệ tam Việt Nam Cộng Hòa. Để kết thúc chương trình, chúng tôi kính chúc Đức Quốc Công Đào Minh Quân, Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa đệ tam và quý vị cùng các bạn luôn được dồi dào sức khỏe và bình an. Kính chúc quý giới chức, quý đại biểu cùng quý thành viên đồng nhiệm luôn được mạnh khỏe, bình an và luôn giữ vững tâm trí, luôn tràn đầy niềm tin, luôn thương yêu, cùng đoàn kết gắn bó, cùng một lòng phò tá Đức Quốc Công hoàn thành công cuộc giải thể hoàn toàn Cộng sản Việt Nam trên quê hương bằng một cuộc cách mạng tâm trị ôn hòa không đổ máu. Kính chúc đồng bào Việt Nam luôn tràn đầy sức khỏe và bình an. Kính chúc cho đồng bào mỗi ngày bớt đi nỗi sợ hãi, luôn bị đè nặng dưới chế độ tà quyền của Cộng sản và hãy mạnh mẽ làm một hành động đầy thiêng liêng cùng thể hiện sức mạnh và tầm quan trọng của lá phiếu trưng cầu dân ý bầu cho Đức Quốc Công Đào Minh Quân đại diện cho người Việt Nam đứng ra giải thể cái được gọi là nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Chương trình được khép lại tại đây. Trân trọng kính chào tạm biệt. Vào trang tcdi.com, giao diện sẽ hiện ra, bạn điền thông tin vào mẫu có sẵn, họ tên, ngày tháng năm sinh, địa chỉ, số căn cước và những thông tin liên lạc như Facebook, email, số điện thoại và người giới thiệu. Tòa chiêu trên khắp quê hương Việt Nam, trưng cầu dân ý sạch bóng hung nô tham tàn. Chiều chiều người dân hân hoan bầu cho xứng danh, bầu Đào Minh Quân thương dân vì nước quên mình. Đoàn kết chung dựng xây tổ quốc ta kiêu hùng, rồi một ngày mai tương lai Việt Nam sáng tươi, một trời hạnh phúc sống thiên đường vừa thế gian. Sau đó chọn có hoặc không, đồng ý chọn có, không chọn không, đồng ý tham gia chọn có, không thì chọn không, xác nhận thông tin đúng sự thật, chọn có, kiểm tra lại thông tin và ấn gửi. Một thông báo sẽ xuất hiện, ghi lại mã số này để có quyền lợi cho mai sau. Nhiều người dân hân hoan bầu cho xứng danh, bầu Đào Minh Quân thương dân vì nước. Hãy chuẩn bị cờ vàng, cùng chào đón chính thể Cộng hòa trở lại trên quê hương Việt Nam và đón một mùa xuân tự do. Rồi một ngày mai tương lai Việt Nam sáng tươi, một trời hạnh phúc sống trên đường giữa thế gian.
chứng cầu dân ý, bầu đào minh quân, chứng cầu dân ý, bầu đào minh quân, chứng cầu dân ý, bầu đào minh quân, chứng cầu dân ý, bầu đào minh quân.